Rét đậm rét hại trong những ngày qua đang khiến cho nhiều lồng bè và ao nuôi cá phục vụ dịp Tết Tân Sửu của người dân ở phía Bắc đã gặp không ít khó khăn. Tại các hộ nuôi cá lồng trên sông tại Bắc Ninh cho thấy thời tiết rét đậm làm cho các loại cá nuôi chậm phát triển, nhiệt độ xuống thấp, cá không hoạt động nên việc tiêu hóa bị chậm lại, cá ăn ít dẫn tới chậm lớn. Một số con cá có sức đề kháng kém, gặp thời tiết quá lạnh đã bị chết. Mặc dù số lượng chết hiện chưa nhiều nhưng cũng đang bắt đầu ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường nước cũng như thiệt hại về chi phí con giống và cá nuôi. Thưa tiến sĩ Bùi Quang Tề, với tình hình trời rét đậm rét hại như thế này và đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đàn cá, thì chuyên gia có những tư vấn như thế nào để cho bà con nuôi trồng thủy sản có thể chống lại cái rét của mùa đông, giúp cho đàn thủy sản của gia đình mình không bị thiệt hại? Thưa bà con, thì chúng tôi đã nói rồi, đối với cá mà nó chịu được lạnh là cá chấm cỏ và cá chép mà chịu được lạnh, chứ còn rô phi, cá nheo là không chịu được lạnh. Nên nhiệt độ mà xuống 12 độ kéo dài thì nó còn chết, là bắt đầu bây giờ là xuống 15 độ nó dừng lại, nó dừng ăn, dừng ăn nó chậm phát triển được. Nhưng chấm cỏ nó vẫn cứ ăn, chép vẫn cứ ăn, chép mà cứ trên 15 độ nó vẫn ăn bình thường, nhưng mà xuống dưới 10 độ thì nó mới kém ăn, mà xuống 5 độ nó vẫn chưa chết. Thì đối với ở Bắc Ninh thì nhiệt độ như này thì xuống bây giờ cũng cỡ khoảng 12, 13 độ. Tôi biết là nhiệt độ không khí có hôm xuống đến 7 độ, 8 độ. Nhưng mà tôi vẫn theo dõi cái nhiệt độ môi trường nước. Thì trong các cái ao nuôi cá là cũng nhiệt độ nó chỉ xuống đến 13 độ thôi. Nên là nó vẫn chưa, nên là đối với rô phi, cá nheo, tức là cá da trơn, một số loại cá. Nên là bây giờ chúng ta phải thế này. Trước tiên là chúng ta phải tính. Cái thứ nhất là muốn giữ cá qua đông để phục vụ cho Tết thì ta chỉ để cá chấm cỏ và cá chép. Nếu muốn để giữ cho cá thì để độ sâu nó xuống. Chúng tôi cái lồng nó sâu xuống 3 mét thì ở dưới, hẳn dưới 3 mét thì lúc nào cũng 17, 18 độ. Dưới sông thì nó nhiệt độ nó cũng cao nên là phải tính. Chứ còn bây giờ mà ngồi bảo tôi chống rét thì không chống được. Không có gì cho ăn để nó khỏi rét. Nhớ như thế, và cá nó cái đặc điểm sinh lý của nó như thế. Nên chỉ một là lồng sâu. Lâu xuống trên 3 mét thì ở dưới nước, đáy nước là ấm, nên là nằm xuống vẫn ấm. Nên là cái việc bây giờ là không có dùng bất cứ một loại thuốc gì cho xuống. Anh nào mà cho thuốc xuống là chỉ vì cá nó có ăn đâu mà cho thuốc. Đấy là rất khó, nên là nhiều lúc người ta cứ bảo cứ cho thuốc đi, cho thuốc đi, là anh chỉ có tiền, cạnh có tiền anh mới mua. Nên tốt nhất là bây giờ là anh chỉ giữ được con cá rô phi, con cá chấm cỏ và cá chép thì mùa đông không sợ, nhưng con rô phi, cá nheo cũng là rất nguy hiểm. Nếu mà lồng của anh không sâu thì anh phải chấp nhận thu hoạch. Đấy, tôi chỉ có nói phân tích như thế để về sinh lý, sinh thái của con cá. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Bùi Quang Tề.